Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động LHU. Chương trình do kênh truyền thông trường đại học Lạc Hồng thực hiện. Và ngay sau đây hãy cùng với Hồng Diệu, Thanh Khang điểm qua các hoạt động nổi bật của trường đại học Lạc Hồng trong nửa tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, một trong ba mục tiêu được LHU chú trọng và phát triển. Thứ nhất là hoạt động đào tạo. Thứ hai là hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thứ ba là hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Trong đó, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín học thuật của nhà trường, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Hơn nữa, việc kết nối với cộng đồng giúp tạo ra môi trường học tập năng động, kích thích sự sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên. Điều này cũng đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương và đất nước, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và xã hội. Tiến sĩ Lâm Thanh Hiển, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ tại sự kiện, tổng kết đánh giá những kết quả và hoạt động khoa học và công nghệ, giải pháp sáng kiến, kết nối phục vụ cộng đồng và công tác sinh viên nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024. Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2024. Tại sự kiện, để công bố và quyết định khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ, giải pháp sáng kiến, kết nối phục vụ cộng đồng và công tác sinh viên năm học 2023-2024. Sự kiện cũng khẳng định vai trò quan trọng của nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học. Việc tổng kết và vinh danh khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ giúp ghi nhận những nỗ lực và thành công của sinh viên, giảng viên và các cá nhân tham gia. Điều này không chỉ động viên mà còn tạo động lực cho họ tiếp tục phát huy sáng tạo và cống hiến. Qua đó, nhà trường phát động phong trào thi đua về khoa học và công nghệ, kết nối phục vụ cộng đồng năm học 2024-2025. Thưa quý vị, khởi động mùa hè, LHU đã đăng cai tổ chức Đại Nhạc hội K-Trop mùa 3 với sự quy tụ của hàng trăm sinh viên. Đại Nhạc hội K-Trop truyền thống Hàn Quốc mùa 3 năm 2024 quy tụ hàng trăm sinh viên đến từ 16 đơn vị của trường đại học, cao đẳng, tiểu học, có đào tạo tiếng Hàn tại khu vực miền Nam Việt Nam. Chương trình không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc mà còn thể hiện đẳng cấp của LHU trong việc tạo ra không gian lễ hội quốc tế đa sắc màu, độc đáo và đặc sắc, đồng thời tạo ra sân chơi thú vị cho cộng đồng sinh viên ngôn ngữ khu vực miền Nam Việt Nam. Đại Nhạc hội K-Trop 2024 không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần mà còn là một lễ hội văn hóa nơi mọi người có thể cùng nhau thưởng thức những giai điệu ngọt ngào và sâu lắng của Trop. Thưa quý vị, bên cạnh hoạt động chào hè sôi động, giảng viên, sinh viên trường đại học Lạc Hồng cũng có những chuyến đi trải nghiệm thú vị tại đất nước tỷ dân, Trung Quốc. Vừa qua, đoàn 35 giảng viên, sinh viên trường đại học Lạc Hồng đã tham gia chương trình trại hè và thực tập tại Đại học Bách Khoa Quế Lâm năm 2024. Chương trình trại hè Đại học Bách Khoa Quế Lâm đã mang đến cho sinh viên LHU cơ hội quý báu và trau dồi tiếng Hoa, khám phá văn hóa Trung Quốc độc đáo và tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Hành trình khám phá và học tập tại Đại học Bách Khoa Quế Lâm không chỉ cung cấp cho sinh viên LHU kiến thức và kỹ năng quý báu, mà còn mở ra cơ hội kết bạn mới, mở rộng mối quan hệ quốc tế và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Nối tiếp hoạt động, tại Phúc Kiến, Trung Quốc, đoàn giảng viên và 8 sinh viên trường Đại học Lạc Hồng đã tham dự lớp trại hè thực hành quay và biên tập video, đồng thời trải nghiệm văn hóa Trung Hoa. Chuyến đi kéo dài 2 tuần, từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị, để mang đến một môi trường học tập năng động và thực chiến, LHU luôn đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác và các doanh nghiệp. Nổi bật trong tháng 7, trường Đại học Lạc Hồng đã ký kết MOU cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Osemi Việt Nam. Hai bên sẽ cùng hợp tác lâu dài trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, công ty Osemi Việt Nam sẽ xây dựng quỹ học bổng và ưu tiên tuyển dụng thực tập sinh đã thực tập tại Osemi hoặc sinh viên LHU. Kế tiếp, LHU cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần thiết bị đầu tư y tế TNT, phòng khám Minh Trí, nhằm mục đích nâng cao chất lượng tư vấn tâm lý học đường cho sinh viên Nha Hồng, đảm bảo sức khỏe tinh thần và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tâm lý cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học tập và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, LHU tiếp tục mở rộng hoạt động đưa sinh viên trải nghiệm học tập trực quan tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoa công nghệ thông tin đã tổ chức chuyến tham quan và kiến tập tại công ty FPT Software Hồ Chí Minh cho 181 bạn sinh viên năm 3. Và các bạn sinh viên khóa 22 khoa công nghệ thông tin được tham gia chuyến đi kiến tập tại công ty Cao Su Kenda, khu công nghiệp Trang Điền,
Cùng với đó, các bạn sinh viên khoa quản trị kinh tế quốc tế đã có hoạt động mua hay bổ ích khi tham gia phỏng vấn thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Citizen và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Thưa quý vị, LHU luôn hướng đến với mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh kết hợp cùng với các đối tác trong nước, hoạt động hợp tác quốc tế tại trường cũng rất được chú trọng. Vừa qua, trường Đại học Lạc Hồng đã ký kết hợp tác với 6 trường đại học Trung Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp An Huy tại Hội nghị RCEP 2024, bao gồm Đại học Tài chính An Huy, Đại học Bách khoa An Huy, Đại học Y học Cổ truyền An Huy, Đại học Sư phạm Hoài Bắc, Đại học Sư phạm Phủ Dương và Học viện Hoàng Sơn. Dẫn đầu đoàn là Tiến sĩ Lâm Thanh Hiển, Hiệu trưởng, cùng Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trưởng phòng quan hệ quốc tế đến tham dự. Các thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra cơ hội trao đổi giảng viên và sinh viên, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu của cả hai bên. Bên cạnh đó, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Tri Lý đã có buổi giao lưu và trao đổi cùng Trường Đại học Lạc Hồng. Hai bên trao đổi về việc đưa sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng sang Đài Loan thực tập. Đây là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên LHU làm việc, học hỏi và trải nghiệm thực tập tại nước ngoài. Thưa quý vị, tiếp tục với các hoạt động quốc tế, đội tuyển của Trường Đại học Lạc Hồng vừa lên đường sang Indonesia thi đấu với các đội tuyển hàng đầu châu Á trong cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu Seoul Eco Marathon 2024. Đội LHU Fuel Seoul của Trường Đại học Lạc Hồng có 5 thành viên, trong đó sinh viên chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô là chủ lực, với quyết tâm lặp lại lịch sử chinh phục bảng vàng Seoul Eco Marathon 2024. Vượt qua hơn 150 đội đăng ký của 16 quốc gia ở hai thể loại xe tiêu chuẩn và xe mô hình đô thị với 3 loại nhiên liệu là IC, HUB, đội tuyển LHEV Fuel Cell thông qua hồ sơ kỹ thuật và có mặt tại đất nước vạn đảo Indonesia là 80 đội tuyển. Trong đó, đại diện Việt Nam có 2 đội và Trường Đại học Lạc Hồng có 1 đội tham gia. Ngoài ra, sinh viên LHU đã xuất sắc đạt giải khuyến khích tại cuộc thi kỹ năng quốc tế lần thứ 2 diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên sinh viên LHU tham gia cuộc thi đa lĩnh vực quốc tế này. Cùng với 590 thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia, sinh viên Hồ Ngọc Hoàng Long khoa công nghệ thông tin với hạng mục lắp đặt và gỡ lỗi Internet vạn vật và sinh viên Trần Minh Khoa, khoa cơ điện điện tử với hạng mục công nghệ quang điện tử. Thưa quý vị, với những hoạt động và thành tích thì không thể không kể đến các hoạt động phong trào của đoàn thanh niên LHU. Cụ thể, trong đầu tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023-2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025, tuyên dương 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và đội hình tiếp sức mùa thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bên cạnh đó, tại công viên Biên Hùng, đội mùa hè xanh LHU đã tham dự lễ xuất quân cao điểm chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh tỉnh Đồng Nai năm 2024. Tại buổi lễ, ban chỉ huy chiến dịch đã ra mắt 11 đội hình đến từ các trường đại học, cao đẳng và 4 đội hình chuyên trực thuộc tỉnh. Theo đó, đội hình mùa hè xanh LHU với 30 chiến sĩ về thực hiện chiến dịch tại mặt trận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động chăm lo đời sống gia đình cho giảng viên, nhân viên và cán bộ, công đoàn trường Đại học Lạc Hồng đã không ngừng nỗ lực để quan tâm đến đời sống gia đình và con em của cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường, nhằm mang đến một mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho con em của nhà giáo và người lao động trong trường. Vừa qua, công đoàn đã tổ chức các lớp học kỹ năng hè miễn phí với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Các lớp học kỹ năng hè bao gồm nhảy hiện đại, đường chữ đẹp, cờ vua, cờ tướng, võ vô uy nam, MC nhí, học nấu ăn, làm bánh, vân vân. Hoạt động này đã thu hút sự tham gia của khoảng 164 bạn nhỏ với hơn 800 lượt tham gia. Những lớp học này không chỉ giúp các em có thêm những kỹ năng mới mà còn tạo ra những sân chơi bổ ích, an toàn trong những ngày hè. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của công đoàn trường cũng đã khép lại bản tin nửa đầu tháng 7 năm 2024. Chương trình được thực hiện bởi kênh truyền thông Trường Đại học Lạc Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.